Như vậy, sau 2 ngày kể từ khi giá vàng miếng SJC lập đỉnh 72,1 triệu đồng một lượng, hiện giá vàng SJC đã giảm khoảng 1,55 triệu đồng một lượng. Mặc dù giá vàng thế giới tăng nhưng giá vàng SJC trong nước vẫn tiếp tục giảm. Ghi nhận giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh vào khoảng 12 giờ ngày 24 tháng 11, công ty BNJ giảm thêm 250.000 đồng cả hai chiều mua và bán so với hôm trước, xuống còn 70,55 triệu đồng một lượng mua vào và 71,45 triệu đồng một lượng bán ra. Cùng thời điểm, tại Hà Nội, công ty SJC báo giá vàng SJC ở mức 70,7 triệu đồng một lượng mua vào và 71,52 triệu đồng một lượng bán ra, giảm 100.000 đồng cả hai chiều mua và bán. Trong khi đó, giá vàng nhẫn 4 số 9 vẫn được các doanh nghiệp tăng giá và neo ở mức cao, trên 61 triệu đồng một lượng. Cụ thể, vàng nhẫn SJC được công ty SJC niêm yết ở mức tăng 100.000 đồng cả hai chiều mua và bán, lên mức 59,9 triệu đồng một lượng mua vào và 61,05 triệu đồng một lượng bán ra. Công ty BNJ cũng niêm yết giá vàng nhẫn BNJ ở mức 59,95 triệu đồng một lượng mua vào và 61,1 triệu đồng một lượng bán ra, tăng 200.000 đồng chiều mua và 150.000 đồng chiều bán. Sáng ngày 24 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận đề nghị truy tố ông Trần Quý Thanh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Dịch vụ Tân Hiệp Phát cùng các bị can khác về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Căn cứ tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ, đến nay Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an xác định lợi dụng quy định cho vay, hợp đồng chuyển nhượng, ông Trần Quý Thanh và con gái Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích cùng những người có liên quan đã cho vay lấy lãi dưới mức cấu thành tội phạm theo Điều 201 Bộ Luật Hình sự 2015 nhưng không làm hợp đồng vay tiền có cầm cố tài sản, mà buộc các doanh nghiệp, cá nhân vay tiền phải làm hợp đồng chuyển nhượng dự án, cổ phần trong dự án, bất động sản theo quy định pháp luật có giá trị thấp hơn rất nhiều lần so với giá trị thực tế của tài sản. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an làm rõ, khi chủ tài sản băn khoăn, lo lắng về việc vay tiền, nhưng phải làm hợp đồng chuyển nhượng thì các đối tượng đưa ra thông tin tạo niềm tin về uy tín, tiềm năng tài chính, ký các cam kết bán lại, tiền lãi vay hợp thức bằng biên nhận tiền đặt cọc mua lại dự án, bất động sản, hứa hẹn thanh toán đầy đủ tiền gốc, lãi sẽ trả lại tài sản. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an cũng làm rõ, khi chủ tài sản thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ gốc, nợ lãi theo thỏa thuận các đối tượng thì dùng thủ đoạn gian dối hoặc tạo ra các lý do chủ tài sản không thể thực hiện được để cố tình không trả, chiếm đoạt tài sản. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an cáo buộc, trong thời gian từ tháng 1 năm 2019 đến tháng 11 năm 2020, ông Trần Quý Thanh và đồng phạm đã thực hiện 4 hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của 4 bị hại với tổng giá trị là 767 tỷ đồng. Sáng ngày 24 tháng 11, tại buổi họp báo cung cấp thông tin về công tác phòng chống tội phạm ma túy, Trung tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy, C04, Bộ Công an, chia sẻ về vụ việc hai nữ tiếp viên hàng không Việt Nam bị cảnh sát Hàn Quốc bắt giữ hồi tháng 9. Theo Trung tướng Nguyễn Văn Viện, vừa qua, Tòa án cấp sơ thẩm tại Hàn Quốc đã tuyên vô tội đối với hai nữ tiếp viên này. Tuy nhiên, nội dung chi tiết về vụ án chưa được thông tin. Hiện nay, kết thúc thời gian kháng cáo, hai nữ tiếp viên sắp tới có thể được trả tự do. Liên quan tới vụ án, ngày 6 tháng 9 năm 2023, đài MBC Hàn Quốc đưa tin cảnh sát Incheon đã bắt giữ hai trong số 4 thành viên phi hành đoàn của một hãng hàng không Việt Nam để điều tra hành vi buôn lậu ma túy. Các nữ tiếp viên bị bắt khoảng 20 tuổi, bị nghi ngờ giấu cần sa dạng lỏng, tinh dầu cần sa trị giá 300 triệu won, hơn 5,4 tỷ đồng trong các hộp đựng mỹ phẩm và mang vào Hàn Quốc từ tháng 4. Theo điều tra, hai nữ tiếp viên khai đã nhận chuyển hàng hộ từ Việt Nam sang Hàn Quốc với tiền công khoảng từ 68.000 won đến 150.000 won, từ khoảng 1,2 triệu đồng đến 2,7 triệu đồng cho mỗi lần chuyển hàng. Các nữ tiếp viên cho biết họ chỉ nhận vận chuyển hàng mà hoàn toàn không biết bên trong là cần sa. Trong quá trình nhập lạch cảng cửa Việt để bán ghẹ, tàu cá bị mắc cạn, nước tràn vào khoang tàu. 6 ngư dân trên tàu đã nhanh chóng bơi vào bờ an toàn. 10 giờ sáng ngày 24 tháng 11, đồn biên phòng cửa khẩu cảng cửa Việt thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cùng lực lượng chức năng đã cứu hộ thành công tàu cá của ông Lê Công Phương, ngụ phường Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, bị mắc cạn tại khu vực cửa lạch cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị, cách bờ khoảng 50 mét về hướng nam. Trước đó, khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, trong quá trình nhập lạch cảng cửa Việt để bán ghẹ, tàu cá nói trên bị mắc cạn, nước tràn vào khoang tàu.
6 ngư dân trên tàu đã nhanh chóng bơi vào bờ an toàn sau khi sự cố xảy ra. Đồn biên phòng cửa khẩu cảng cửa Việt đã cử 12 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chủ tàu và các lực lượng khác tham gia ứng cứu, đưa ngư lưới cụ và thủy sản đánh bắt được lên bờ để tránh thiệt hại. Tối ngày 24 tháng 11, Công an quận 12, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau khi xác minh, thông tin người lạ đưa tiền, tiếp cận học sinh ở cổng trường tại quận 12 là tin sai sự thật. Trước đó, ngày 23 tháng 11, trên mạng xã hội và truyền thông có các bài viết với nội dung có người lạ đưa tiền, tiếp cận học sinh ở cổng trường với hàm ý cảnh báo thủ đoạn tiếp cận, cho tiền học sinh nhằm mục đích xấu. Qua xác minh, Công an quận 12 xác định thông tin trên không đúng sự thật. Theo đó, chị L, ngụ phường Thạnh Lộc, quận 12, phụ huynh trường tiểu học Hà Huy Giáp khi đưa con đi học thì thấy cháu T đang đứng mượn tiền bạn ở cổng trường, nhưng bạn không có. Lúc này, chị L có lấy 20.000 đồng trong túi và đưa cho cháu rồi đi về. Cùng ngày, sau khi nhận được thông báo tuyên truyền của trường tiểu học Hà Huy Giáp về phòng tránh kẻ gian xâm hại, bắt cóc trước cổng trường trong nhóm phụ huynh là lớp con chị L đang theo học, thì chị L đã đăng nội dung đính chính lên nhóm và báo tin cho giáo viên chủ nhiệm lớp. Chiều ngày 24 tháng 11, Công an thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 11 tháng năm 2023 và triển khai một số nội dung công tác trọng tâm thực hiện từ nay đến hết năm 2023. Theo Thượng tá Trần Trung Hiếu, trưởng phòng cảnh sát giao thông BC08, Công an thành phố Hồ Chí Minh, từ đầu năm 2023 đến nay cảnh sát giao thông thành phố đã thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nhiệm vụ và giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Bên cạnh đó, BC08 chủ động rà soát các tuyến đường, khu vực thường xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra tụ tập, lưu thông thành đoàn, gây rối trật tự công cộng và đua xe trái phép. Tham mưu Công an thành phố Hồ Chí Minh thành lập 5 cụm phòng chống đua xe. Cùng với đó là tập trung theo dõi, rà soát, phát hiện các hội, nhóm trên mạng xã hội liên quan hoạt động tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép và hoạt động các lò độ xe, cơ sở mua bán phụ tùng phục vụ độ xe. Các video đăng tải quảng bá hình ảnh về tụ tập, chạy xe tốc độ cao, mua bán phụ tùng, thông tin các lò độ xe. Trong 11 tháng đầu năm 2023, lực lượng cảnh sát giao thông thành phố phát hiện xử lý 609.783 trường hợp vi phạm, tạm giữ 1.261 xe ô tô, 139.086 xe máy, 1.242 xe ba bánh, bốn bánh, xử phạt 390.208 trường hợp với số tiền gần 700 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe 98.917 trường hợp.